Lan Thúy xin kính chào quý vị đang giữ làn sóng của Đài Little Sài Gòn TV 57.7 đến với chương trình Góc Nhìn. Quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay với chủ đề là Khi chồng quá đẹp trai, với lại hai bạn trẻ Nguyên Lý và Khôi Nguyễn, và chị Thi là chủ của quán cà phê UNI Cà Phê. Chị có nói là vấn đề về niềm tin trong đời sống vợ chồng rất là quan trọng, nhưng mà để giữ niềm tin cho hai bên không phải là dễ dàng. Làm sao để cho cái người phối ngẫu của mình, người vợ, người chồng của mình tin vào mình là quan trọng, chứ không phải mất em tin anh đi. Tin anh đi cái đó không phải đơn giản. Nói là rất là dễ, nhưng mà làm sao mình phải ủng hộ, mình phải giúp người ta để cho người ta có niềm tin trong mình. Cái đó là chị nghĩ là phải hai bên phải làm việc với nhau. Em thì em nghĩ là niềm tin đó, nó cũng nó phải qua cái hành động, chứ nó không phải là chỉ là một cái lời nói. Thì niềm tin với nhau được thể hiện bởi những cái sự cam kết, có nghĩa là mình chứng minh một cái hành động gì đó, không cần phải là nhiều, nhưng mà thí dụ như khi mình đi ngoài đường đó thì gặp rất là nhiều những cái phụ nữ đẹp đó, thì mình có thể là mình nắm tay vợ mình cái để chứng minh đây là vợ của tôi, có nghĩa là tôi đã là một người có vợ rồi. Những cái hành động nhỏ như vậy có thể cho một người phụ nữ một cái niềm tin, nhưng một cái niềm tin đó, nó cũng được phải cho lại bởi cái người phụ nữ. Và hồi nãy thì chị có nói đến cái sự nghi ngờ đó, nhiều khi người chồng họ không có phải là như vậy, nhưng mà khi mà người vợ họ nghi ngờ và vô tình họ đang cấy vô một cái suy nghĩ vô trong cái người đầu vô trong đầu của người chồng đó, là họ là như vậy, thì cho nên là chính những cái sự nghi ngờ đó nó lại phá vỡ đi cái niềm tin đó. Thì nó không khó để mà nó được xây dựng lên, nhưng mà nó cũng rất là dễ để mà nó bị phá vỡ bởi những cái sự nghi ngờ. Chị có nghe một người đàn ông nói, tôi là một người chung thủy, tôi không bao giờ tôi có cái vấn đề mà lăng nhăng, tôi là người đàng hoàng, có lòng tự trọng. Tự nhiên cô là vợ của tôi cứ nghi ngờ, cứ ghen tuông, làm cho tôi trở thành cái người đàn ông không chung thủy. Tôi là một người dạng không chung thủy mà giờ trở thành lăng nhăng. Tại sao họ lại phải nói như vậy? Em nghĩ đó là tại vì chính người đàn ông không có cái ý đó, nhưng mà tại vì nghe người phụ nữ mình, tại vì ghen tuông thôi, cho nên tự cấy vô cái đầu của người đàn ông đó, vô những cái ý tưởng như vậy. Và dần dần nó sẽ thành một cái quá trình, nó sẽ giúp cho cái người đàn ông này hại về cái lối suy nghĩ của họ. Và khi mà người như vậy. Đúng rồi, Nguyên nói rất, tại vì khi mà mình cứ nói như vậy đó, thì họ về nhà họ cảm thấy rất là stress. Và khi mà họ stress như vậy đó, thì khi mà đi ra ngoài đường đó, họ thấy được một cái người này, họ không có cho mình cái stress đó, họ cho mình cái cảm giác rất là bình yên, họ tin tưởng mình, thì người đàn ông họ đi họ bị vướng vào những cái đó. Chứ không phải là vì cái gọi là những cái ngoại hình đâu, tại vì họ thấy bên ngoài bình yên hơn lại. Chị Thi muốn nói lắm đây nè. Đúng chứ. Mình thì mình là người có đạo. Thì cái tín ngưỡng nó cũng có một cái cần rất là quan trọng trong giữa hai vợ chồng. Tại nhiều khi cuộc sống, ví dụ như hai người hai tín ngưỡng khác nhau là một điều, cũng là một điều rất là khó. Mà nếu mà hai người cùng một tín ngưỡng thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều cái nó rất là dễ. Tại vì ví dụ như nhiều khi mình sống bình thường, không có mục đích, không có mục tiêu, không có gì, không có tín ngưỡng, không có gì đó, thì mình cảm thấy nó rất là khó. Nhưng mà một lúc nào đó, ví dụ như mình là hai vợ chồng đều có đạo, thì mình sẽ, ví dụ như mình dùng cái tín ngưỡng đó để mình kết hợp lại, là điều rất là quan trọng. Thành ra tại sao khi mà cái vấn đề commitment, cái cam kết lúc mà khi mình lấy nhau, tại vì khi mình mới yêu nhau người ta nghĩ là ồ là xong rồi, là mình đã yêu nhau quá nhiều rồi, nhưng mà thật sự phải nói lúc đó mình chưa yêu nhau, đó mình mới bắt đầu thôi. Khi mình đám cưới là ngày đầu tiên mình bắt đầu hai cái cuộc sống, một cái cuộc hành trình, như em nói, một cuộc hành trình thì lúc nào nó có nhiều chông gai, nó có nhiều thử thách đó, mà mình không có dựa. Cả hai người nếu không dựa vào một cái tín ngưỡng nào đó, nó dễ break đó. Thành ra đối với chị cái tín ngưỡng rất là quan trọng. Và hai mươi mấy năm về trước mình học được một điều rất là hay của một người cô giáo về vấn đề ghen. Cái này nó nằm trong lòng của chị nè. Những người ghen đó, thường họ ghen bắt đầu là về nhà là chu chéo chồng về, la lối sùm hết phải không? Bắt đầu là giận dỗi rồi làm đủ thứ hết để cho người đàn ông biết là mình ghen. Có những hoặc người là, ghen ngầm nữa. Hoặc là mình phải ra mình gặp cái người kia, rồi mình nói chuyện, rồi mình phải thế này thế kia, mình phải cho cái người đó biết là mình đang ghen, hoặc mình là người vợ của người đó. Mình làm nhiều thứ quá như vậy làm cho người đàn ông người ta cảm thấy rất là bực bội. Rất là bực bội, rất là gò bỏ. Và mình học được một cái điều duy nhất của một người cô giáo của mình hai mươi mấy năm về trước. Chị một điều duy nhất thôi. Cô là một cô giáo rất là đẹp gái, có cương vị, có địa vị đầy đủ hết. Và ông chồng là một người cũng rất là đẹp trai. Nhưng mà
cô nói một câu duy nhất thôi. Cô rất là ghen, rất là thương chồng, rất là ghen. Nhưng ghen không bao giờ để lộ ra ngoài. Một có thể ví dụ như vậy. Một lần đó cô ghen, cô biết là ông chồng đã ngoại tình rồi, đã đi ra ngoài rồi. Nhưng mà không bao giờ hỏi và không bao giờ nói. Lần đó đó, cô biết ông chồng tới nhà đó và ở đó, đang ở đó. Cô chỉ tới đó mang cái đôi giày của cô để lại và mang cái đôi giày của ông chồng về và về nhà. Wow. Đó một cái ghen là coi như đối với mình thấy là cô biết nhưng mà cô chỉ không có giống như là mình không phải cãi nhau, không phải lộn xộn, chỉ có cho ông chồng thấy là mình đã biết rồi nhưng mà cô rất là từ tốn. Đó là một cái đó có thể cho người đàn họ suy nghĩ lại một người vợ của mình rất là cao thượng. Trời, nghe cái đó mà cảm động quá. Yeah. Một câu nói đó, một lần đó cô giáo của mình chia sẻ và mình cảm thấy là đó là những cái mà nhiều khi mình ghen tuông quá đáng. Nhiều khi chỉ một cái tin nhắn thôi mình cũng sùm lên. Đó, mình cũng về nhà mình cũng khóc lóc rồi mình cũng kể lệ rồi mình cũng này kia. Nên người đàn ông họ cảm thấy rất là bực bội. Người đàn ông á, thật sự phải nói họ rất là ghét người phụ nữ hoặc người vợ về nhà. Về nhà một cái á, là trước tiên không thấy hỏi là ồ, anh hôm nay đi làm có mệt không? À, để em lấy nước cho anh nhé. Hoặc là ồ, để em dọn cơm cho anh nhé. Về nhà gặp mặt một cái là hôm nay đi đâu? Mày sao giờ này mới về? Phải không? Thì tự nhiên em cảm thấy là thấy nó bực bội. Tự nhiên mình về nhà, là ngày hôm đó mình muốn surprise người vợ một cái gì đó. Mình nghe một câu mình cảm thấy bực bội liền. Đó, đó là những cái mà nhiều khi những cái cách đối xử của mình đối với chồng. Những cái lời nói, những cái cử chỉ rất là nhẹ nhàng thôi. Bây giờ đến giờ này nè, em muốn hỏi chị thật lòng nha, chị có muốn lấy chồng đẹp trai không? Nếu mà trở lại hả? Ok, thì bây giờ đây là câu chuyện thật của mình nhé. 25 năm về trước, lúc mình 18, 19 tuổi, 20 tuổi, 22 tuổi, giống như những người phụ nữ khác, thì lúc đó đó chị Hy là một người, nói thẳng ra mình lúc đó có ngoại hình cũng khá. Thì mình quen một người bạn trai rất là cao ráo, rất đẹp trai. Tại vì mình rất là cao, đối với những bạn bè mình lúc nào cũng cao nhất. Đó, thành ra lúc đó mình cứ suy nghĩ là mình phải quen một người bạn trai phải cao ráo hơn mình. Cái thứ nhất là phải cao hơn mình, tại chị Hy đó 5'6" rồi, là người phải cao hơn mình. Chứ mình cảm thấy giống như một người bạn trai mà thấp hơn mình cảm thấy kỳ. Người ta phải 6'5". Thì mình quen anh bạn của mình là 6'1", 6'1", 6'2", rất là cao. Đó, mình đi về cao mà vẫn cao. Đó, thì hai người nói thẳng ra là nó xứng đôi. Ok. Ví dụ như nói đàn ông có những cái điểm nè, ok, râu quay nón nè, răng khỉnh nè, đó, hoặc là mắt một mí mà theo kiểu manly, rất là manly đó. Yeah. Thì tự nhiên lúc nào mình cũng muốn ở gần người bên đó, người đó, hoặc là mình rất là thương người đó. Cho tới một ngày tự nhiên mình cảm thấy là những cái đó nó cảm thấy nó hơi mệt mỏi, đúng không? Khi mình lớn tuổi hơn một chút, hồi xưa mình dùng con tim nhiều, lúc còn trẻ mình dùng con tim không à? Thì tới khi một lúc nào đó mình mới thấy được mình dùng cái lý trí. Đó, lý trí thì sao? Rồi mình nghĩ là ồ, mình lấy chồng đẹp trai, bây giờ mình suy nghĩ lại, ồ, mình lấy mà một hai đứa con thì thân hình mình đã khác, con người mình thay đổi rồi, cái người đàn ông đó họ có chung thủy với mình nữa hay không, hoặc là họ lại theo giống như theo một người phụ nữ khác có ngoại hình đẹp hơn đó. Những cái đó bắt đầu nó nổi lên trong đầu mình đó, thì những cái đó nó sẽ làm cho mình cảm thấy là ồ, bây giờ mình có thể mình lấy một người chồng bình thường thôi, có ngoại hình bình thường, cái quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc gia đình. Yeah. Nguyên với lại Khôi không biết em cái tâm lý của em như thế nào, thì đa số những anh chàng mà đẹp trai hoặc là những cô nàng mà xinh đẹp á, và là tài giỏi, thì họ rất là tự tin, gọi là sang chảnh. Cho nên họ có nhiều sự lựa chọn. Lúc mà họ chưa lập gia đình họ có sự lựa chọn rất là kỹ càng, nhưng mà có những lúc á, thì có cái duyên phận khổ không nói, họ lại lấy một người rất là bình thường. Lúc mà thời gian yêu đương á, để hẹn hò thì họ chọn những người rất là cũng ngang đẹp, nhưng mà lấy vợ lấy chồng lúc nào cũng là bình thường, hoàn toàn bình thường. Thì á, khi mà họ lấy về đó thì xưa họ lại bắt đầu, khi mà có vợ rồi, có chồng rồi, là vợ chồng của mình rồi, thì họ lại suy nghĩ tại sao mình lại lấy một người vợ, một người chồng quá bình thường. Chứ không thiếu đó, lúc mà mình đi đến tòm lầm với người đẹp không à, giỏi không à. Có bao giờ em suy nghĩ nhìn trên gương đấy, ta đẹp trai quá. Lúc bao giờ em Khôi có bao giờ nghĩ vậy không? Nhìn trong gương, ồ sao mình đẹp trai hết. Có, rất hãnh diện. Có. Em đôi sao nhưng mà em nhìn ngoài. Có hả? Nhìn trong gương nó, ồ ta đẹp trai quá, đúng không? Thế thì em có bao giờ suy nghĩ là những cái mẫu lý tưởng của người phụ nữ của em nó phải như thế nào hay không? Khi mà em có quá sự lựa chọn xung quanh, em có nhiều sự lựa chọn.
Nguyên để cho Nguyên trả lời. Em thì thật sự ra đó thì em cũng có cái, đương nhiên là cái ngoại hình là hầu như là ai cũng muốn hết. Nhưng mà cái mà em thực sự nhìn vô một người phụ nữ đó là cái trái tim của họ. Có nghĩa là họ có thực sự là họ một người họ yêu thương mình hay không. Họ có thực sự là một người xứng đáng với mình hay không. Chứ không phải là về ngoại hình. Thì thực sự ngoại hình thì nếu mà chọn đẹp thì mình đi kiếm một người model nào đó để mình cưới, đúng không? Nhưng mà đâu phải là người model nào cũng hợp với mình. Nhưng mà có thể là một người nhìn rất là bình thường nhưng mà họ lại hợp với mình. Họ lại có thể cùng với mình nắm tay xây dựng được cái hạnh phúc. Dạ, ai cũng nói câu đó, nói là đầu tiên là em không có cần ngoại hình, em chỉ cần một cái trái tim thật là đẹp và thật là tốt, một cái nết đính chết cái đẹp. Nhưng mà sao bây giờ hết 90% là ly dị. Cái đẹp nó đẹp, đẹp. Cái 90% là ly dị, 90% là ly dị. Em nhớ một điều, 90% là ly dị thì lấy vợ rồi, về rồi. Ok, nhìn ở bên xung quanh những cô thư ký, những cô đồng nghiệp, những người xinh đẹp, tài giỏi hơn nhiều thì họ lại suy nghĩ khác. Và họ về nói vợ mình, hai đứa mình không có hợp với nhau. Em cái tính, thế này, cái tính cô này nó thay đổi, tính này thay đổi, hồi xưa rất là đẹp, sao bây giờ thay đổi, hồi xưa em rất là dễ thương, bây giờ sao em lại thay đổi, đây là một cái bà vợ bà chồng. Nhưng mà anh ấy, ủa hồi xưa em cũng vậy mà, hồi sao tự nhiên về nhà thì em thay đổi. Em cũng vậy, mình quen nhau 5 năm hay là 1-2 năm hay là 2-3 tháng mình mới cưới nhau. Mình quen nhau cả một thời gian dài 5-10 năm, giờ anh không thấy em thay đổi, mà giờ sẽ cưới xong về rồi, bắt đầu anh lại em thấy em thay đổi.